hay 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 hay. Cô, có ý cô làm gì cô quơ dữ vậy cô? Đuổi mũi rồi. Dạ, dạ đuổi mũi rồi hả? Rồi tôi đi từ đầu chợ tới giờ tôi mới kiếm được cái hàng của cô luôn á. Cô bán rau hả cô? Ừ. Dạ, cô bán rau rẻ không cô? Rẻ, chị có mua không? Dạ, hỏi là mua chứ cô. Tỏi bán sao cô? 50. À, 50 là 1 ký hả cô? Một tép. 50 một tép. Trời ơi, mức ta của người ta, đi có mua không? Có ý tôi hỏi, dạ không, mát quá tôi đâu có mua được đâu cô. Vậy cho tôi hỏi có cái nào rẻ rẻ, dễ bán, dễ ăn không cô? Rau muống nè. Rau muống hả cô? Rau muống nhiêu cô? 15 ngàn, giảm 50%. 50%, 50%, 15 ngàn là nữa là còn nhiêu cô? Ủa thì tự tính đi, già hai thứ tóc không đây không biết tính. 15 ngàn bó, giờ giảm 50%, 3 ngàn rưỡi một bó. Trời ơi ông bác, bây giờ 15 ngàn một bó mà giảm 50% là dị chi là nửa bó là 7 ngàn rưỡi. Đó thấy không, nói 7 ngàn rưỡi đại đi thế lẹ không, tự nhiên chửi ta chi rồi cuối cùng cũng được. Ủa bây giờ bà cứ giờ có mua không? Tất nhiên là không rồi. Ủa sao vậy? Trời ơi bán buôn gì kỳ cục vậy? Bán buôn mà khách hàng là thượng đế mà, ăn nói đàng hoàng chứ, ta mua ta trả tiền mà. Ê nè nè, các ông già kia từ sáng giờ tôi chưa có buôn bán gì nha, ông vô đây ông làm gì vậy? Ông cô chưa bán kệ cô chứ cô ăn nói có ai thèm mua của cô, ăn ế suốt đời à. Ê nói gì đó? Nói gì kệ tôi. Trời ơi, thấy không, thấy không? Thấy con người kỳ cục không? Chú bán đồ hả? Ủa? Hả? Dạ. Con trai. Trời ơi, sao vậy con? Đi đâu vậy? Sao đợi nãy nhà nào nãy giờ lâu quá không về? Thì đi mua rau, mua đồ rồi nè. Ủa, có mua cái chai thuốc xịt dán không? Đây. Tên à. Đó có cái từ ngày mà ha, má con mất không tới giờ là coi như là suốt ngày ôm cái chai này. Trời ơi biết sao ra đây không? Sao? Cái nhà dán quá nó chạy cái chân con sợ không chết con chạy đi luôn á. Trời ơi chứ giờ cha về cũng vậy thôi, cha với con ai cũng sợ dán hết. Rồi cha có mua gì ăn không? Mua gì? Không. Trời cái gì mà đi chợ mà mua cái chai thuốc xịt dán không vậy? Được chứ sao? Rau rác gì quá mua gì hết á, con thích ăn rau rồi không mua, mua. Thôi mua ra nấu canh đi. Không mua. Thôi để con mua cho. Nhỏ bán thấy ghét lắm con ơi. Chị mua dữ quá. Chị. Rau muống, đúng rồi rau muống. Rau muống ngày tự. Ủa rau muống ngày nhiêu bó chị? 15. 15 ngày là một bó hả chị? Em mua nửa bó hay là nhiêu ta? Giảm giá rồi, 15 giảm 50%. Là nhiêu chị? Trời ơi, tự tính đi, sao từ sáng giờ ai vô cũng hỏi tôi vậy ta? Quá dễ mà. 3.500 bó hả chị? Anh hai ơi, 15 mà giảm 50% là còn 7.500 nha anh hai. Ủa 7.500 hả chị? Ừ. Chị biết sao chị không nói? Chị để hỏi em chứ, em tính dở, em tính chậm rồi. Rồi bây giờ lấy hai bó phải không? Ủa đâu có, anh nói lấy hai bó nào. Ủa chứ sao? Lấy 1 bó thôi. Mà chị ơi, cái khúc này nó không có tươi lắm, chị đổi cho em nha. Nè, bớt lựa lắm. Cái gì vậy? Không thì mình đổi. Trời đất ơi. Nè. Cái chỗ buôn bán của người ta bây giờ cứ mua về đi, rồi bây giờ cái cọng nào mà héo thì đem dục đi. Chứ bây giờ cứ đứng lựa hoài, lựa mấy cọng tươi rồi mấy cọng héo để đây ai bán cho ai. Thôi dục nhiều quá rồi còn gì nữa đâu mà ăn. Chị mua hai bó. Thôi mua hai bó thì nhiều quá, cha nhà có hai cha con à. Chị có mua không? Thì em mua nhưng mà chị bán. Không bán. Điên là không bán luôn. Đi. Mới sáng sớm chưa có bỏ hàng mà từ hồi sáng giờ gặp cái gì đâu không. Cha nói có sai không? Ê hai người kia, ê không có mua thì biến nha, đừng có đứng ở cái chỗ gần lạng trạng gần cái chỗ của tôi để mà phá đám nha. Rồi sao? Cái chợ này là chợ của chung, chợ của bà con, tụi tôi muốn đi thì tụi tôi đi. Nhưng mà cái chỗ này là cái chỗ của tôi buôn bán, hai cha con mấy người không có mua mà vô đây đứng lựa tới lựa lui rồi có mua. Ủa chị buôn bán kệ chị, tôi hướng hàng của chú em này, chú em không chửi tôi thôi chứ mất gì chị chửi tôi. Mà nè, tôi nói chị biết chưa, kể từ ngày hôm nay cha con tôi không còn là người đi mua nữa mà sẽ là người bán hàng. Cái gì? Bán hàng hả? Đúng. Ông bán gì? Tôi kể từ ngày hôm nay sẽ là hộ kinh doanh rau sạch. Bây giờ nè, ai người đó bán hết trơn, tôi không có quan tâm. Thách anh bán lại tôi luôn á. Trời ơi, con mắc cười quá, tôi buôn bán ha, là người ta niềm nể khách nè, là khách vô mua. Ai nói chuyện hằng học như của ai mà mua. Cái phong cách của tôi bán hằng học vậy nhưng mà miễn. Trời ơi. Cái gì vậy? Con gián. Con gián. Trời ơi, có con gián không cũng sợ nữa. Mẹ. Cái gì vậy? Bị điên hả? Sao chửi tôi? Mẹ ơi. Mẹ. Cái gì vậy? Mẹ gì? Ủa. Không. Trời ơi, má anh. Không phải. Tại cái hành động của cô
cô đập chết con gián. Sao? Giống như lúc mẹ tôi còn sống, mẹ tôi hay diệt gián vậy đó. Bây giờ mẹ tôi mất rồi, không có ai diệt gián gia đình tôi hết. Trời ơi, nhớ quá. Mẹ ơi. Trời ơi. Ước gì có mẹ xuất hiện trở lại. Trời ước ơi. Ước gì có ai đó giống cô này ở chung gia đình cha con con. Thằng kia. Trời ơi. Cái gì vậy con? Buôn bán hàng của mình không bán, đi qua bên hàng người ta chơi, rồi đứng hai đứa bay tình tứ cái gì rồi nói cái gì ước ước là sao? Ê, trời ơi. Nha. Cha cha không không. Cha nhìn nè. Ôi ơi, ơi, con gián, con gián. Con ơi, con gián kìa con ơi. Con gián, con gián kìa. Chết rồi. Đó. Cha thấy chưa? Trời ơi, hai cha con ông nhìn đàn ông vậy mà có con gián cũng sợ nữa. Vợ. Không, không phải vợ, không phải vợ. Phải. Giống vợ. Cô ơi, cái hành động á vừa rồi của cô y hệt mẹ của nó vậy đó. Cô ơi, không ấy bây giờ cô về nhà tôi, cô làm vợ của tôi. Trời nha. Trời đất ơi, cái gì vậy bác? Không phải lộn. Cô về nhà tôi, cô làm vợ của con trai tôi nha cô. Ủa sao tự nhiên thích ngang xương vậy đó hả? Tại vì gia đình tôi cần một người diệt gián giống như cô. Trời ơi. Cho nên cô đồng ý nha cô. Vậy là ghét tôi lắm nhưng mà cưới tôi về chỉ để diệt gián thôi hả? Không gì đâu. Không chỉ vậy đâu. Bây giờ gia đình mình sẽ là góp gió thành bão. Khi hai ta về một nhà thì chúng ta sẽ khép đôi mi chung một giường. Và sau đó chúng ta sẽ hợp hai. Bán rau cùng một lúc. Đúng rồi. Lúc đó chúng ta sẽ là một nhà, chỉ có một hàng rau thôi. Cô đồng ý không cô? Đồng ý. Con thôi. Trời ơi, cái gì vậy? Dạ. Bữa giờ tao làm cho mày ba cây đuổi ruồi đó. Rồi có cây nào cũng hư hết. Bán cái gì sáng giờ bán được không? Dạ không. Ế quá, ế nhệ luôn á. Bây giờ ruồi bu kiến đậu quá, con phải phủi chứ không mấy là thiệt á, nó ăn hết luôn á. Chứ mà sao ngộ vậy ta? Ta đã cố tình là xếp hai cái lại thành một, phải không? Mình nhập chung một tiệm để bán cho đắt. Vậy mà cuối cùng con bán cũng không xong. Ba ơi, hay cái dòng của con với ba hợp tác nhau không được, ba nặng quá. Không, thôi thôi. Tôi tội hết hồn ha. Dạ. Chán quá anh ơi. Bán được không? Ế nhệ. Ế nhệ hả? Trời, thôi để anh Phụng bán cho. Trời ơi, bán đi. Mày vô. Vô đi. Chị, mua chị. Hai chục. Hai chục ngàn đó chị. Nè, bớt lửa đi, cái tay lửa quá lửa vậy, hư dập rau tao hết. Chị lửa. Bán rau mà. 50, 50. Nè, 50 mà chị mua nhiều em bớt cho. Dạ. Bây giờ lấy cái nào lấy một thứ đi, cái lửa, nãy giờ lửa 4 món rồi đó, lẹ lên. Chị mua đi chị mua salad, chị ơi. Mệt ghê không, bởi vậy đi mua hàng mà cái mặt kìa. Mặt thấy ghét không anh? Mua lựa em nhìn thấy ghét rồi. Cái mặt em mới thấy ghét á. Em bán buôn cái gì nè. Em không phải là em bán hàng mà em đuổi khách hàng á. Thấy không? Ta cố tình này, hả, dọn bớt một tiệm để còn một tiệm thôi cho con dễ buôn dễ bán. Đúng không? Con bán là người ta cũng bán. Thấy không? Mà sao con buôn bán kiểu gì kỳ vậy? Có thái độ gì hoài là ế chết hay không? Nhiều người trong chúng ta khi đi mua hàng vẫn thường gặp phải một chủ hàng khó chịu. Họ sẵn sàng lớn tiếng, sổ sàng với khách chỉ vì tâm trạng họ đang không tốt. Thậm chí, họ còn lớn tiếng chửi mắng và miệt thị khách hàng, khiến nhiều người khó chịu. Với họ, khách hàng không còn là thượng đế, mà chính họ mới là người quyết định tất cả. Thế nhưng, họ quên rằng nếu không có họ, khách hàng vẫn còn rất nhiều sự lựa chọn khác. Còn nếu không có khách hàng, họ chỉ còn nước bỏ nghề. Đã là người buôn bán, chưa cần biết chất lượng sản phẩm như thế nào, nhưng trước hết, người bán hàng cần phải niềm nở vui vẻ mới có thể giữ chân được khách hàng. Còn nếu cứ mãi khó chịu, hằn học với khách hàng thì sự nghiệp buôn bán cũng sớm tiêu tan. Vậy mới nói, thái độ quyết định tất cả. Một câu nói ngon ngọt cũng chẳng mất tiền mà còn giúp bạn buôn bán dễ dàng hơn. Thì tại sao lại không làm? Rồi, chúc gia đình chị ăn ngon miệng nha. Rồi, cảm ơn chị. Mới đây là hết cái quầy hàng rồi. Ôi trời ơi, đầu hôn hụn vé. Trời ơi, anh ơi, giật mình nè. Bán được không? Được. Trời ơi, nhờ có anh á là em đã thay đổi cái cách buôn bán cho nên là khách hàng vô nườm nượp. Ừ, đúng rồi. Nhưng mà anh ơi, có bé nhẹ nè hay là anh đi. Nãy giờ em bán đắt lắm, hình như trong anh vô hơi nặng á. Trời ơi, con ơi. Cô lao nhà chưa? Lao nhà.
nhà gì? Con lao nhà ở nhà mình chưa? Sao rồi? Con lao đồ rồi, nấu cơm chưa? Rồi hôm qua ba kêu con cái lên trên lầu rồi xỏ mấy cái đồ lại là con làm chưa? Ờ à, đúng rồi, hôm qua anh kêu em dọn cái đống đồ của anh, em dọn chưa? Đó, quá trời chuyện ở nhà không lo bây giờ. Con ơi mà cha ba cha 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 hỏi con, cho hỏi nè. Con giảng. Trời ơi! Trời ơi! Chạy 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 chạy. Tôi kiếm từ đầu chợ tới cuối chợ nãy giờ. Lời với mấy kìa.